Tuân thủ định luật 30 phút dưới đây, bạn sẽ có một cơ thể khỏe mạnh khi về già, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ. Đơn giản và hiệu quả nhưng nhiều người bỏ qua. 1. Đeo tai nghe không quá 30 phút. Bạn có thích nghe nhạc bằng tai nghe không? Khi sử dụng tai nghe, năng lượng âm thanh không thể lan tỏa ra xung quanh mà tập trung hoàn toàn vào ống tai. Cường độ rất cao nên rất dễ gây tổn thương thính giác. Quá trình suy giảm thính lực thường diễn ra âm thầm và diễn ra từ từ. Những người thích sử dụng tai nghe có khả năng bị mất thính lực sớm. Tần số âm thanh mà người bình thường có thể nghe được nằm trong khoảng từ 20Hz đến 20.000Hz và cường độ dao động từ 0dB đến 20dB. Để bảo vệ thính giác, bạn không nên nghe nhạc bằng tai nghe liên tục quá 30 phút và tốt nhất không nên dặn âm lượng lên quá 2/3 mức tối đa. 2. Ngồi không quá 30 phút. Những hành vi tiêu tốn ít năng lượng như ngồi, ngã lưng hoặc nằm trong thời gian dài khi thức đều là những hành vi ít vận động. Nếu bạn ngồi hơn 30 phút mỗi lần, quá trình trao đổi chất của cơ thể bạn sẽ thực sự thay đổi một chút. Vì vậy, một số người cho rằng ngồi quá 30 phút có thể ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Càng ngồi lâu, bạn càng gần với bệnh tật. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí The Lancet năm 2022 cho thấy, so với những người ngồi dưới 2 giờ mỗi ngày, những người ít vận động hơn 6 giờ mỗi ngày có nguy cơ mắc 12 bệnh mãn tính cao hơn 26,7%, bao gồm bệnh tim thiếu máu cục bộ, tiểu đường, trầm cảm, đau nửa đầu, bệnh gút. Nếu điều kiện cho phép, bạn nên đứng dậy nghỉ ngơi sau 30 đến 40 phút. Nếu không thể đứng dậy và di chuyển xung quanh, bạn có thể thực hiện một số bài tập giãn cơ trên ghế, nghỉ giải lao 5 phút, nghe nhạc và tập thể dục xen kẽ cũng là cách bảo vệ mắt tốt. 3. Dùng điện thoại không quá 30 phút. Ngoài ra còn có thời gian tối ưu để dùng điện thoại của bạn 30 phút. Một nghiên cứu từ Đại học bang Iowa ở Hoa Kỳ đã phân ngẫu nhiên 230 người tham gia vào hai điều kiện thử nghiệm. Điều kiện đầu tiên giới hạn việc sử dụng mạng xã hội di động của người tham gia trong 30 phút. Điều kiện còn lại là sử dụng chúng như bình thường. Kết quả cuối cùng cho thấy, những người tham gia hạn chế thời gian giao lưu trên điện thoại di động mỗi ngày đã có sự cải thiện đáng kể về sức khỏe tinh thần sau khi bị hạn chế trong 2 tuần. Ngoài ra, nhìn điện thoại di động hoặc máy tính trong thời gian dài có thể gây ra nhiều tổn thương cho mắt như khô mắt, nhức mắt, chảy nước mắt, mỏi mắt. 4. Thời gian tắm không quá 30 phút. Tắm quá lâu sẽ khiến bề mặt da mất đi lớp dầu bảo vệ và dễ gây ra các triệu chứng như khô, ngứa. Ngoài ra, cơ thể có thể bị thiếu oxy do phòng tắm đóng kín. Nói chung, sẽ hợp lý hơn nếu tắm trong vòng từ 15 phút đến 30 phút. Không có lý thuyết khoa học rõ ràng về việc tắm trong bao lâu. Bạn phải tự mình quyết định và quyết định khoảng thời gian đó dựa trên tình trạng thể chất, môi trường tắm và các yếu tố khác. David Lepfen, trưởng khoa phẫu thuật da liễu tại trường EEL, khuyến nghị 3 phương pháp tắm thân thiện với da. 1. Nước không nên quá nóng. 2. Không tắm quá 30 phút. 3. Thực hiện một số biện pháp dưỡng ẩm trước khi rời khỏi phòng tắm. Thoa một ít kem dưỡng ẩm khi da còn ẩm để tạo độ ẩm cho da. 5. Thời gian ngủ trưa không quá 30 phút. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Béo Phì năm 2023 cho thấy, so với những người không ngủ trưa,
Những người ngủ trưa hơn 30 phút có liên quan đến chỉ số khối cơ thể BMI cao và nguy cơ mắc bệnh tăng 41%. Những người ngủ trưa ít hơn 30 phút không có nguy cơ về sức khỏe trao đổi chất và có huyết áp tốt hơn. Nói chung, tốt hơn là bạn nên ngủ trưa khoảng 15 đến 30 phút. Nếu vượt quá thời gian cho phép, bạn sẽ dễ cảm thấy khó chịu như không mở mắt được, vẫn muốn ngủ, không muốn cử động, đầu óc mơ hồ. 6. Đi vào giấc ngủ đêm không quá 30 phút. Đặc điểm của giấc ngủ lành mạnh bao gồm ngủ nhanh, thường chìm vào giấc ngủ không quá 30 phút. Tốc độ đi vào giấc ngủ nên là ngủ ngay sau khi đi ngủ và chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng 20 đến 30 phút sau khi ngủ. Nếu thường xuyên mất nhiều thời gian mới đi vào giấc ngủ thì bạn nên hoãn giờ đi ngủ một cách hợp lý. Khó bắt đầu chìm vào giấc ngủ cũng có thể liên quan đến lo lắng, căng thẳng. Bạn nên chú ý nhiều đến giấc ngủ, đặc biệt hạn chế nằm trên giường để xem điện thoại di động, xem TV và các thói quen sinh hoạt xấu khác. Nếu bạn khó ngủ kéo dài, ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống và công việc thì khuyến nghị bạn nên đi khám bác sĩ. Định luật 2/8 người sau 40 tuổi nên tuân thủ khỏe mạnh. Tuân thủ định luật 2/8 dưới đây, bạn sẽ có một cơ thể khỏe mạnh khi về già, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ. Đơn giản và hiệu quả nhưng nhiều người bỏ qua. Giai đoạn sau 40 tuổi là giai đoạn quan trọng để kéo dài tuổi thọ, đồng thời cũng là giai đoạn dễ mắc nhiều bệnh tật nhất. Vì vậy, ở độ tuổi này, mọi người nên học cách giữ gìn thân thể và phòng tránh bệnh tật. Việc ăn, ngủ và vận động ở lứa tuổi này đều ảnh hưởng nhiều hơn đến tuổi thọ nhưng nhiều người có thể không quá chú ý. Khi một người bước sang tuổi trung niên, nếu hình thành được những thói quen tốt, đặc biệt là tuân thủ định luật 2/8 dưới đây thì chắc chắn bạn sẽ có một cơ thể khỏe mạnh khi về già, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ. Định luật 2/8 hay còn DUEC gọi là nguyên tắc 80/20 được vận dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Theo đó, mọi người không cần phải đạt đến sự hoàn mỹ 100% để có thể sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn, mà chỉ cần nỗ lực 80% là đủ. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng 20% là do các yếu tố bên trong như chủng tộc, giới tính, gen và 80% là do các yếu tố bên ngoài như thói quen, chế độ ăn uống và tính cách. Nói cách khác, 80% tuổi thọ của con người thực sự là do chính họ quyết định. Chính vì vậy, hãy bắt đầu áp dụng định luật 2/8 ngay để kiểm soát 80% tuổi thọ của bạn từ hôm nay. 2. Tinh tám thô cho chế độ ăn. Người hiện đại thường ăn nhiều đồ ăn tinh chế. Thực phẩm tinh chế là thực phẩm bị thay đổi trạng thái ban đầu. Thế nhưng đây chính là nguyên nhân khiến con người dễ mắc các như đường huyết cao, tiểu đường, béo phì, các vấn đề về sức khỏe tim mạch. Những thực phẩm này có hàm lượng carbohydrate cao và giá trị dinh dưỡng thấp nên dù có tốt cho tiêu hóa thì cũng không phải là sự lựa chọn hàng đầu cho một chế độ ăn hợp lý. Thay vào đó, bạn nên bổ sung thêm ngũ cốc thô chính cho thực đơn mỗi ngày và hạn chế thức ăn tinh lại. Thực phẩm thô có thể cung cấp cho cơ thể nguồn dinh dưỡng phong phú, lại giàu chất xơ, có lợi cho nhu động đường tiêu hóa. Ngoài ra, một số sản phẩm ngũ cốc thô còn có thể giúp kiểm soát và giảm lượng đường trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp, tiểu đường và béo phì, đồng thời giúp răng chắc khỏe. Tuy nhiên, không nên thay thế hoàn toàn thức ăn tinh bằng ngũ cốc nguyên hạt.
Các bác sĩ khuyên rằng mọi người nên ăn thô 8 phần, 2 lạnh 8 ấm khi mặc quần áo. Vào mùa đông, hãy nhớ giữ ấm cơ thể phù hợp theo sự thay đổi của thời tiết. Đặc biệt nên chú trọng giữ ấm gan bàn chân, khớp và bụng. Nguyên nhân là vì khi nhiệt độ hạ xuống, hơi lạnh thường xâm nhập vào cơ thể từ gan bàn chân và bụng. Từ đó bạn sẽ rất dễ bị cảm lạnh, thậm chí còn dễ bị viêm khớp, đau khớp đối với những người đã có tuổi. Tuy nhiên, lưu ý đừng giữ ấm bằng cách mặc quần áo quá dày vì quần áo dày không dễ tản nhiệt. Mặc quần áo quá dày sẽ khiến mồ hôi tiết ra nhiều dẫn đến cơ thể bị âm dương. Hơn nữa, việc giữ ấm quá mức sẽ khiến khả năng chống lạnh và miễn dịch của cơ thể giảm sút, từ đó dễ bị cảm lạnh và ốm vặt. Ngoài ra, hơi lạnh mùa đông cũng có thể kích thích cơ thể con người, thúc đẩy tuần hoàn máu, nâng cao khả năng chống lạnh của cơ thể, có lợi cho sự vận động của khí và huyết trong cơ quan nội tạng. Vì vậy, lưu ý đừng giữ ấm cơ thể quá mức. Điều trị 2 phần phòng ngừa 8 phần khi có bệnh. Nhiều người thường thờ ơ với sức khỏe, cho đến khi phát hiện có bệnh mới đổ xô đi khám chữa bệnh. Tuy nhiên, thói quen này là sai lầm, vừa gây tổn hại đến sức khỏe và tăng thêm gánh nặng vật chất cho người bệnh và gia đình bệnh nhân. Thái độ đúng đắn đối với bệnh tật chính là phòng ngừa 8 phần và điều trị 2 phần. Trên thực tế, nếu chúng ta dành 80% sức lực vào việc phòng bệnh, ngăn ngừa những bệnh có thể xảy ra. 2. Đói 8 no khi ăn uống. Các nhà khoa học Mỹ phát hiện ra rằng đói nhẹ giúp ngăn ngừa một số bệnh thông thường, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ cho con người. Khi tiến hành các thí nghiệm tương tự trên chuột, các nhà khoa học kết luận rằng những con chuột thí nghiệm bị bỏ đói một chút có thể chất tốt hơn, trái tim khỏe hơn và khả năng miễn dịch mạnh hơn so với những con chuột thí nghiệm được cho ăn đầy đủ. Một số nghiên cứu khác cũng phát hiện ra rằng ăn no trong thời gian dài sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày và ruột, đồng thời tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe tim mạch, bệnh Alzheimer, tiểu đường và các vấn đề sức khỏe khác trên cơ thể con người. Do đó, nếu muốn cơ thể khỏe mạnh, đừng ăn no quá mà hãy thực hiện chế độ 2 phần đói, 8 phần no. 2. Buồn 8 vui cho tâm trạng. Khoa học đã chứng minh rằng giữa cơ thể và cảm xúc của con người luôn tồn tại một mối quan hệ mật thiết. Buồn bã hay giận dữ đều có thể gây ra nhiều bệnh tật. Khi con người buồn bã hay tức giận, cơ thể sẽ tiết ra nhiều chất có hại, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của gan, làm tổn thương gan ở một mức độ nhất định. Người hay mất bình tĩnh, cáu gắt có thể kèm theo nhiều chứng bệnh tâm thần khác nhau như nghiện rượu, nghiện thuốc lá. Đây là những thứ độc hại có thể gây tổn thương lớn cho gan. Nếu bạn muốn cơ thể khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ, hãy để cơ thể luôn ở trạng thái tốt nhất. Sống vui vẻ, học cách lười buồn bã hay tức giận và duy trì thái độ bình tĩnh mỗi ngày chính là phương pháp giúp chúng ta sống lâu và khỏe mạnh hơn. Nếu mọi người nhìn mọi việc bằng tâm thế 2 buồn 8 vui và kiểm soát được cảm xúc của mình thì họ sẽ giảm được rất nhiều phiền muộn và trở nên hạnh phúc hơn. 8 kiểu ăn uống tàn phá dạ dày nhanh nhất, nhưng hiếm ai chưa từng mắc. Chế độ ăn uống là một trong những yếu tố quan trọng nhất với sức khỏe dạ dày. Nhưng nhiều người ăn uống theo sở thích, thói quen mà không quan tâm nó tốt hay hại dạ dày. Muốn dạ dày khỏe thì việc đầu tiên cần chú ý đó là chế độ ăn uống. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đâu là những thói quen xấu hay phải ăn uống ra sao để bảo vệ dạ dày.
Trong khi đó, cuộc sống quá bận rộn, nhiều áp lực khiến không ít người không chú trọng việc ăn uống hoặc dùng ăn uống như một cách giải tỏa cảm xúc. Bên cạnh đó, nhiều người lại thích ăn uống theo sở thích, đến khi có bệnh mới bắt đầu hối hận. Nếu không muốn điều này xảy ra với bản thân, có 8 kiểu ăn uống tàn phá dạ dày nhanh nhất mà bạn cần từ bỏ càng sớm càng tốt. 1. Ăn quá nhanh. Nếu ăn quá nhanh, thức ăn sẽ không được tiêu hóa kỹ ở khoang miệng, trực tiếp chuyển đến dạ dày khi vẫn còn ở dạng thô. Điều này làm hại niêm mạc dạ dày, tăng gánh nặng và thời gian làm việc cho dạ dày, làm mệt mỏi cơ bắp dạ dày và giảm nhu động dạ dày. Đây là nguyên nhân chính gây đau dạ dày và các bệnh dạ dày nguy hiểm. Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị nên kéo dài ít nhất 20 phút và nhai chậm, nhai kỹ. Bởi vì ăn quá nhanh không chỉ hại dạ dày mà còn dễ gây ăn quá nhiều, làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường cùng nhiều bệnh khác. 2. Ăn quá no. Ăn uống không điều độ sẽ làm rối loạn nhịp bài tiết của dạ dày, làm suy yếu chức năng rào cản của niêm mạc dạ dày. Ăn quá no cũng sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày. Thường xuyên ăn quá no thường gây ra các vấn đề như trướng bụng, nhu động dạ dày chậm và làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày. Bên cạnh đó, ăn quá nhiều trong mỗi bữa ăn sẽ khiến dạ dày chậm làm rỗng, axit dạ dày tiết ra quá nhiều, tạo áp lực lên cơ dòng thực quản dưới. Từ đó cũng làm tăng nguy cơ trào ngược dạ dày thực quản, suy giảm chức năng co bóp dạ dày. Lời khuyên là chỉ nên ăn đủ no, khoảng 70-80%. Có nghĩa là lúc này bạn không cảm thấy đói, có thể ăn thêm vài miếng mà không khó chịu, không có cảm giác tức bụng nhưng cũng chẳng quá thèm ăn. 3. Giờ giấc ăn uống thất thường. Ăn uống thất thường, không đúng bữa, không đúng giờ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh dạ dày. Các nghiên cứu cho thấy, khi ăn đúng giờ, dạ dày sẽ tiết dịch dị tiêu hóa thức ăn. Nhưng nếu bạn ăn uống thất thường, dạ dày vẫn duy trì thói quen đó. Lâu dần, cơ chế cân bằng giữa sự tiết và bảo vệ bị rối loạn dẫn đến bệnh đau dạ dày, viêm loét hoặc ung thư dạ dày. Chưa kể, sự thất thường về giờ giấc ăn này còn làm đồng hồ sinh học của toàn bộ cơ thể, khiến hệ miễn dịch suy yếu và dạ dày dễ bị mầm bệnh tấn công hơn. Tốt nhất là ăn đúng bữa và lặp lại mỗi ngày vào khoảng thời gian nhất định. 4. Không ăn sáng. Theo các chuyên gia, việc duy trì thói quen ăn đủ 3 bữa ăn mỗi ngày có vai trò quyết định với sức khỏe nói chung và dạ dày nói riêng. Trong đó, bữa sáng là bữa ăn cực kỳ quan trọng nhưng lại thường bị bỏ qua hoặc ăn uống qua loa. Bởi vì sau giấc ngủ dài vào ban đêm, năng lượng cơ thể đã cạn kiệt. Nếu không ăn uống kịp thời, dạ dày bị kích thích bởi axit dịch dị. Theo thời gian chức năng tiêu hóa sẽ suy giảm rất nhiều, gây ra bệnh dạ dày, viêm loét và lâu ngày là ung thư dạ dày. 5. Ăn quá nhiều muối. Nhiều người thích món ăn nêm nếm đậm đà, có thói quen ăn mặn mà không biết nó hại thế nào. Lượng muối cao sẽ làm giảm tiết axit dạ dày, giảm khả năng phòng vệ của niêm mạc dạ dày. Khi đó, hàng rào chất nhầy trên bề mặt niêm mạc dạ dày sẽ dễ bị tổn thương, làm tăng nguy cơ viêm teo dạ dày. Đặc biệt, muối tương tác với vi khuẩn Helicobacter pylori, hải phòng, gây viêm loét dạ dày và tá tràng. Loại vi khuẩn này là nguyên nhân của 80-90% các trường hợp mắc viêm loét dạ dày, tá tràng.
Một nghiên cứu của Nhật Bản cho thấy những ai thường xuyên ăn đồ ăn mặn có nguy cơ ung thư dạ dày cao gấp 2 lần so với những người khác. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, một người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 5 giờ muối mỗi ngày. 6. Không tập trung khi ăn. Ngày nay, chúng ta khó rời mắt khỏi điện thoại, máy tính hay tivi khi ăn uống. Không chỉ bởi vì quá bận rộn, mà còn vì muốn tranh thủ giải trí hoặc đơn giản chỉ là khiến bữa ăn bớt nhàm chán. Những thói quen tưởng chừng vô hại này lại có sức tàn phá rất lớn đối với dạ dày, bao gồm đau dạ dày, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình tiêu hóa thức ăn, nuốt phải dị vật vào dạ dày, viêm loét dạ dày do rối loạn tiết axit dịch dị. Việc không tập trung vào bữa ăn còn có thể khiến bạn ăn nhiều hơn mà không biết. Những người không tập trung khi ăn cũng thường ăn vặt nhiều hơn sau bữa chính. Như vậy không những làm dạ dày quá tải, suy yếu mà còn làm tăng nguy cơ tăng cân, béo phì. 7. Ăn quá ít rau củ, trái cây. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc tăng cường ăn rau củ và trái cây có thể làm giảm nguy cơ ung thư đường tiêu hóa. Chế độ ăn ít rau và trái cây là nguyên nhân của 19% số ung thư dạ dày, ruột 31% các bệnh thiếu máu tim cục bộ và 11% số trường hợp đột quỵ. Đồng thời, nếu tăng cường ăn các loại rau họ cải, cải chip, bắp cải, súp lơ, cải xoăn có thể làm giảm nguy cơ ung thư dạ dày. Chưa kể, bản thân việc ăn ít rau xanh và trái cây sẽ dẫn tới thiếu hụt chất xơ cùng nhiều vitamin, dưỡng chất khác, làm giảm nhu động ruột, khó tiêu hóa, táo bón, dạ dày bị làm việc quá sức và suy giảm chức năng. Táo bón lâu ngày còn có thể gây nên bệnh trĩ hoặc viêm ruột thừa. Gợi ý cải thiện là nên ăn rau mỗi bữa và ăn trái cây tươi mỗi ngày. Tốt nhất là 150-200g rau mỗi bữa và 200-500g trái cây mỗi ngày. 8. Ăn khuya. Ăn khuya là thói xấu hại dạ dày mà rất nhiều người, nhất là người trẻ tuổi hay mắc phải. Ăn khuya ở đây bao gồm cả việc ăn tối quá muộn hoặc ăn thêm bữa khuya gần lúc đi ngủ. Thói quen này không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ, gây béo phì mà còn ép dạ dày làm việc quá tải, khiến dịch dị dạ dày tiết ra quá mức gây ăn mòn niêm mạc dạ dày. Thức ăn chưa kịp tiêu hóa hết sẽ phân hủy và lên men trong dạ dày, dẫn tới đầy bụng và đau dạ dày. Đồng thời, việc ăn đêm cũng sẽ ảnh hưởng giấc ngủ, gây khó ngủ, khiến cơ thể mệt mỏi thêm. Nó cũng dễ gây tăng cân, béo phì và nhiều bệnh lý khác. 15 mẹo sống khỏe, trường thọ đơn giản của y học cổ truyền và hiện đại, giúp bạn và gia đình khỏe mỗi ngày, phòng tránh trăm bệnh, quý hơn bất kỳ gia tài nào. 1. Xoa bụng, xua tan lạnh và làm ấm bụng. Bụng là nơi hàn khí tích tụ nhiều nhất, vì thế việc xoa bụng và làm ấm bụng rất hiệu quả. Tuy nhiên cần lưu ý là cần xoa bụng kiên trì trong thời gian dài. Trên lòng bàn tay chúng ta có một huyệt gọi là huyệt lao cung, hay còn gọi là huyệt quả. Thường xuyên dùng lòng bàn tay xoa bóp vùng bụng dưới, cho đến khi nóng lên, không chỉ có tác dụng xua lạnh làm ấm bụng, mà còn có thể dưỡng sinh khí. Cách làm: xoa bụng dưới mỗi ngày một lần vào buổi sáng, trưa và tối, với lực vừa phải. Đầu tiên thực hiện theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, sau đó theo chiều kim đồng hồ. Tốc độ khi bắt đầu cứ 2-3 giây xoay một vòng,
trong vòng 30 phút nên xoa trong khoảng từ 600 đến 900 vòng. 2. Chải tóc, thúc đẩy khí và máu. Theo y học cổ truyền Trung Quốc, đầu là ngôi nhà của trí tuệ, nơi giao tiếp với toàn bộ cơ thể thông qua các kinh mạch. Có hơn 100 huyệt phân bổ trên đầu và cổ, dưới sự kích thích lặp đi lặp lại của lược, có thể thúc đẩy tuần hoàn máu dùng đầu, có tác dụng chữa bệnh và phòng bệnh. Cách làm: bạn có thể chải đầu khi mới ngủ dậy hoặc mọi thời điểm trong ngày. Bắt đầu chải từ trán trở xuống gáy, mỗi lần chải 5 phút. Thông qua sự tiếp xúc và ma sát giữa răng lược và da đầu, nó có thể kích thích các huyệt trên đầu và thúc đẩy tuần hoàn máu một cách hiệu quả. 3. Dùng lưỡi chà xát răng, dưỡng thận. Dùng lưỡi chà xát răng là một phương pháp chăm sóc sức khỏe đã có từ lâu đời. Theo danh y Lý Tề Nhân, Trung Quốc, phương pháp này mang lại tác dụng thính tai, tinh mắt, có thể kéo dài tuổi thọ. Cách làm: khép miệng sao cho răng trên và dưới có chạm vào nhau. Sau đó dùng lưỡi chà xát lên răng từ trái sang phải, từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới để kích thích tuyến nước bọt trong miệng hoạt động. Cuối cùng dùng lưỡi chống lên dòm miệng trên, rồi lại cuộn xuống dưới, rồi cuối cùng nuốt nước bọt. 4. Kéo dành tai, bảo vệ thận và ngăn ngừa lão hóa. Trung y cho rằng, dành tai có thể phản ánh tình trạng của thận. Dành tai có màu đỏ tím chứng tỏ thận tuần hoàn không tốt. Thường xuyên kéo căng dành tai có tác dụng thông máu, bảo vệ thận, chống lão hóa. Cách làm: đưa tay trái qua đỉnh đầu kéo tay phải lên trên hàng chục lần, sau đó dùng tay phải kéo tay trái hàng chục lần. 5. Xoa bóp lòng bàn chân, giải độc nội tạng. Xoa bóp lòng bàn chân cũng là một lựa chọn tốt để chăm sóc sức khỏe. Ban đầu chúng ta nên nằm thẳng trên giường, nâng hai bàn chân lên, xoa vào nhau để tạo độ ấm cho chân trước, sau đó mới tiến hành xoa bóp. Cách làm: dùng hai tay xoa lòng bàn chân, tốt nhất mỗi lòng bàn chân 20 lần, có thể thúc đẩy tuần hoàn máu cục bộ, tăng cường chức năng giải độc của lục phủ ngũ tạng. Phương pháp này có thể ngăn ngừa các vấn đề như tê chân, lạnh tay chân, đi lại yếu ở người già. 6. Vỗ nhẹ vào gan bàn chân, tăng cường lưu thông máu. Buổi tối trước khi đi ngủ, bạn có thể ngồi trên giường dùng tay vỗ nhẹ vào gan bàn chân. Số lần vỗ tốt nhất là 100 lần, sau đó vỗ lòng bàn chân trái phải 50 lần, chu kỳ nên được lặp lại 2 lần. Cách làm: cường độ của các lần vỗ nên vừa phải, nếu không sẽ gây đau. Vỗ chân trước khi ngủ có thể giải tỏa cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài lao động, giúp đẩy nhanh quá trình lưu thông máu trong cơ thể, tăng cường chức năng giải độc. 7. Ngâm chân thường xuyên. Có rất nhiều huyệt đạo ở lòng bàn chân, chúng được bố trí chằng chịt và phổ biến ở hầu khắp lòng bàn chân. Do đó, việc tạo cho mình thói quen ngâm chân có thể làm thông thoáng những huyệt vị này và kích thích bàn chân, tác động lên cơ thể, làm cho các kinh mạch thông thoáng, điều hòa, từ đó đạt được mục đích phòng ngừa bệnh hiệu quả. Tuy nhiên, có nhiều điều bạn cần lưu ý khi áp dụng biện pháp dưỡng sinh khi ngâm chân, điều này không thể thực hiện tùy tiện. Ví dụ, nhiệt độ của nước ngâm chân không nên quá cao. Nói chung, nó phù hợp hơn trong khoảng 40 đến 50 độ. Mặt khác, việc lựa chọn thời gian để ngâm chân cũng rất quan trọng. Thông thường, bạn nên ngâm vào lúc 9 giờ đêm trước khi đi ngủ là phù hợp, có
có tác dụng dưỡng sinh tốt hơn. Ngoài ra, cần dựa theo đặc điểm thể chất của từng cá nhân, bạn có thể thêm các thành phần khác vào trong nước ngâm chân để tăng hiệu quả phòng và chữa bệnh. Ví dụ như lá ngải cứu, gừng tươi. Điều này cũng rất hữu ích để đạt được hiệu quả duy trì sức khỏe và dưỡng sinh lâu dài. Tác dụng của cối diệt ngâm chân thường xuyên: thư giãn, cải thiện trí não. Sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi, ngâm chân giúp bạn cảm thấy thư giãn, thoải mái hơn. Đồng thời, nó còn tốt cho hệ thần kinh, trị các chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Tăng cường thể chất, ngâm chân giúp cơ thể khỏe khoắn, tăng tuần hoàn máu khắp cơ thể, tốt cho hệ tiêu hóa, thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra hiệu quả. Giúp cải thiện làn da, đặc biệt đối với chị em phụ nữ, ngâm chân sẽ giúp làn da sẽ tươi sáng, rạng rỡ và tràn đầy sức sống. Đồng thời, ngâm chân còn cải thiện các triệu chứng tiền mãn kinh hay chu trình kinh nguyệt không đều. Giúp ngủ ngon hơn, ngâm chân mang đến bạn giấc ngủ sâu và ngon, đặc biệt là đối với những người thường khó ngủ, căng thẳng, mệt mỏi. Giảm hôi chân, ngâm chân hỗ trợ điều trị các bệnh về phong thấp, hạn chế ra mồ hôi ở chân và cải thiện các bệnh về da chân. Giảm đau khớp, khi bạn cảm thấy đau nhức ở bàn chân, cẳng chân thì nên ngâm bàn chân, cẳng chân vào nước muối ấm. Vì trong muối chứa magie giúp thư giãn cơ bắp kết hợp với nước ấm có tác dụng làm dịu cơn đau và giảm sưng khi bị viêm khớp hiệu quả. Trị cảm lạnh, ngâm chân bằng nước muối thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu giúp loại bỏ chứng nghẹt mũi, lạnh chân, đồng thời làm dịu toàn bộ cơ thể bạn, từ đó giúp bạn điều trị bệnh cảm lạnh. Bổ thận, chống lão hóa. Khi ngâm chân, nước nóng sẽ kích thích lưu lượng máu đi khắp cơ thể, giúp cải thiện lưu lượng máu của thận và làm cho một số chất chuyển hóa được bài tiết nhanh chóng. Ngâm chân không chỉ làm bổ thận mà còn chống lão hóa. 8. Cố gắng đi bộ thay vì xe. Đi bộ là một cách tốt để tập thể dục, vì vậy hãy chọn cơ hội để được đi bộ thay thế đi xe và các phương tiện khác là một cách tốt để duy trì sức khỏe. Cách này không chỉ có thể thúc đẩy lưu thông máu của chân cũng như toàn bộ cơ thể, mà còn tăng cường các chức năng khác của cơ thể, thúc đẩy hiệu quả sự phân hủy mỡ trong cơ thể. Đây là một giải pháp dưỡng sinh vô cùng tốt để duy trì sức khỏe ổn định. Chỉ cần thay thế đi xe bằng cách đi bộ ở những nơi có khoảng cách ngắn, cự ly gần. 9. Ăn uống canh trước bữa ăn. Các món canh thường được đánh giá là giàu dinh dưỡng, vì thông thường được nấu từ nhiều nguyên liệu khác nhau trong cùng một nồi. Do đó mà tác dụng bồi bổ sức khỏe của món canh rất lớn, đặc biệt là các thành phần trong canh dễ được cơ thể hấp thụ hơn và có thể nuôi dưỡng dạ dày, đường ruột. Vì vậy, duy trì thói quen ăn canh trước bữa ăn cũng là một cách tốt để duy trì sức khỏe, đặc biệt là bạn hoàn toàn có thể dựa theo nhu cầu dinh dưỡng mà cơ thể cần để lên kế hoạch hợp lý trong việc lựa chọn các thành phần nguyên liệu khi nấu canh. Đây chính là giải pháp ăn uống khoa học, mang lại hiệu quả chăm sóc sức khỏe và dưỡng sinh tốt, hữu ích lớn trong việc kéo dài cuộc sống. 10. Chạy bộ chậm. Chạy bộ chậm có tác dụng tốt trong việc phục hồi chức năng của cơ thể con người, bài tiết dopamine của cơ thể, đồng thời cũng có thể đóng một vai trò nhất định trong việc duy trì sức khỏe.
Tập thể dục bằng hình thức chạy bộ chậm để rèn luyện sức khỏe rất phổ biến trong những năm gần đây và nó có thể có tác dụng chống lão hóa rất hiệu quả. 11. Ăn chậm nhai kỹ. Thói quen ăn uống tốt cũng là một cách tốt để duy trì sức khỏe. Đặc biệt là ăn chậm nhai kỹ có thể làm giảm áp lực lên dạ dày và ruột. Từ đó có thể thúc đẩy quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng hiệu quả. Mỗi người nên tập cho mình thói quen ăn chậm nhai kỹ. Lợi ích từ việc ăn uống đúng cách sẽ hiệu quả hơn rất nhiều trong quá trình dưỡng sinh. 12. Thường xuyên mỉm cười. Một nụ cười đơn giản cũng có thể đạt được hiệu quả tốt cho sức khỏe. Đặc biệt là khi bạn cười vào mỗi buổi sáng để làm cho tâm trạng của bạn dễ chịu hơn. 13. Thực hiện các động tác kéo giãn cơ thể. Thói quen kéo giãn cơ thể như vươn vai, ưỡn ngực hay kéo toàn bộ chân tay ra các hướng khác nhau có thể thúc đẩy lưu thông máu và đẩy nhanh quá trình lưu thông và vận hành trong mạch máu. Do đó, duy trì thói quen thực hiện một số bài tập kéo giãn cơ thể đơn giản sau khi làm việc có thể đạt được hiệu quả giữ sức khỏe tốt, mang lại lợi ích dưỡng sinh lâu dài. 14. Xoay mắt theo chiều kim đồng hồ. Mắt là cửa sổ của tâm hồn, phản ánh sức khỏe và sự tinh anh, nhanh nhẹn của mỗi người. Đồng thời mắt còn liên quan đến rất nhiều mạch máu và kinh mạch trong cơ thể. Xoay mắt theo chiều kim đồng hồ giúp thư giãn các mạch máu và kinh tuyến, do đó làm giảm mỏi mắt và đạt được hiệu quả chăm sóc sức khỏe trong dài hạn, mang lại tác dụng dưỡng sinh tuyệt vời. 15. Thiền định. Thiền là một phương pháp luyện tập về tinh thần và thể chất có từ lâu đời, được sử dụng để tăng sự bình tĩnh và thư giãn thể chất, cải thiện sự cân bằng về tâm lý, đối phó với bệnh tật và tăng cường sức khỏe tổng thể và hạnh phúc. Thực hành tâm trí và cơ thể tập trung vào các tương tác giữa não, tâm trí, cơ thể và hành vi. Dưới đây là 9 loại thiền bạn nên biết và lựa chọn cho mình được loại thiền nào phù hợp nhất. Mặc dù không có cách thiền đúng hay sai, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải tìm một phương pháp thực hành đáp ứng nhu cầu và bổ sung cho tính cách của chính mình. Làm thế nào để bắt đầu thiền? Cách đơn giản nhất để bắt đầu thiền là ngồi yên lặng và tập trung vào hơi thở. Một câu nói đã truyền lại từ thời xa xưa gợi ý người thiền rằng bạn nên ngồi thiền 20 phút mỗi ngày, trừ khi bạn quá bận, vậy thì bạn nên ngồi trong 1 giờ. Bỏ tất cả chuyện đùa sang một bên, tốt nhất chúng ta nên bắt đầu trong những khoảng thời gian ngắn, thậm chí chỉ là 5 hoặc 10 phút và phát triển từ đó. Hãy ngồi thiền đều đặn với 20 phút mỗi ngày và làm điều này trong vòng 100 ngày liên tục. Hãy kết hợp điều đó với thêm 2 đến 5 phút thiền định trong ngày để phá vỡ đi sự hỗn loạn và bạn sẽ sớm cảm nhận được những lợi ích của nó. Có nhiều bằng chứng chứng minh những lợi ích của thiền định. Thiền có thể giúp giảm huyết áp, giảm lo lắng, giảm đau, giảm bớt các triệu chứng trầm cảm, cải thiện giấc ngủ. Cho dù những lợi ích đó chỉ là người ta đã thổi phồng về thiền định hay đã được khoa học chứng minh, những người thực hành thiền định hàng ngày đều bị thuyết phục về những lợi ích trong cuộc sống của việc ngồi thiền đều đặn. Cho dù chúng ta đang tìm cách giảm căng thẳng hay tìm kiếm những sự giác ngộ về tinh thần, hoặc tìm thấy sự tĩnh lặng hay nhẹ nhàng trong từng chuyển động, thì luôn có một phương pháp thiền dành cho bạn. Đừng ngại thử những kiểu thiền khác nhau để tìm ra phương pháp phù hợp nhất với bản thân. Thiền không phải là một điều bắt buộc. Nếu chúng ta ép buộc cơ thể mình,
thì nó sẽ trở thành một việc khiến chúng ta cảm thấy khó chịu. Thực hành nhẹ nhàng, thường xuyên cuối cùng sẽ trở nên bền vững và thú vị. 8 điều cần hợp độ để sống bình an, trường thọ. Ai biết và vận dụng càng sớm, càng trường thọ, sống trí tuệ. Trong Luận Ngữ có câu, quá do bất cập, ý nói làm bất cứ việc gì quá mức hay không đủ mức thì đều không tốt, không thích hợp. Đây chính là đạo xử thế của người xưa. Trong đạo xử thế này, điểm nổi bật nhất chính là độ. Nó không chỉ là yêu cầu chung sống giữa người với người mà còn là yêu cầu tu dưỡng của mỗi cá nhân. Có độ thì đời người mới có thể bình an và trường thọ. Danh y Tôn Tư Mạc thời nhà Đường từng nói, không quá ưu tư, không quá giận dữ, không quá sầu bi, không quá sợ hãi, không quá ngang ngược, không quá nóng nảy, không quá vui mừng, không mang lòng thù hận thì tất sẽ trường thọ. Ông cũng khuyên răn thế nhân rằng, làm người, đối nhân xử thế, dưỡng sinh đều phải chú trọng điều độ, lưu tâm đến 8 điều đừng quá sao. 1. Giận đừng quá độ. Cổ nhân có câu, trên đời việc đáng ghét nhất là việc ác nhưng vẫn chưa bằng nét mặt tức giận. Trong thế gian, chuyện tối hạ lưu chính là khiến người khác phải chứng kiến vẻ mặt tức giận của bản thân mình. Bởi vì im lặng giữ nét mặt tức giận còn khiến người khác khó chịu hơn những lời trách mắng. Bởi vậy, khi trong lòng có điều khó chịu, phiền muộn dù thế nào cũng không nên tức giận. Tức giận sẽ làm tổn thương gan, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Mỗi người cần phải học cách khống chế cảm xúc của mình, đề cao hàm dưỡng, lạc quan xử thế. Người luôn vui vẻ không chỉ sức khỏe, tinh thần tốt, trường thọ, mà người khác cũng nguyện ý kết giao. 2. Danh đừng quá cầu. Trong thế gian, danh lợi luôn là điều con người truy cầu nhưng cũng là khổ ải khôn cùng. Danh lợi khiến người ta luôn không thấy thỏa mãn. Biết đủ mà biết đủ lại giống như một loại thuốc đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho con người. Lão Tử giảng trong Đạo Đức Kinh, phù duy bất tranh, cố vô dư, nghĩa là chính vì không tranh với ai, nên không ai oán trách. Nơi nhân thế ồn ào náo động, biết bao người vì tranh danh đoạt lợi mà gặp tai họa. Nhưng người ta thường quên rằng, danh lợi đến đến đi đi, không tồn tại lâu dài. Ai có thể xem nhẹ, dũng cảm buông bỏ thì lòng tự nhiên được an tĩnh. 3. Lợi đừng quá tham. Trang Tử giảng, kẻ coi trọng sinh mệnh, tuy phú quý nhưng không để sự cung dưỡng làm hại thân, tuy bần tiện nhưng không để cái lợi làm lụy hình hài. Người đời nay làm quan cao tước lớn, coi trọng sự mất chức tước. Thấy cái lợi mà khinh suất để mất thân mình, như vậy không phải là mê muội hay sao? Ngạn ngữ phương Tây cũng có câu, tâm tham lam giống như đất cằn sỏi đá trong sa mạc, thấm hút hết thảy nước mưa mà không sinh sôi cỏ cây, làm lợi cho người khác. Lão Tử giảng, năng đắc chi quá, lệnh nhân hành phương, của cải khó tìm khiến con người tranh giành mà gặp tai họa. Khổng Tử cũng giảng, vô dục tác cương, người không tham thì lúc nào cũng cương trực. Người tham lợi quá mức sẽ không biết điểm dừng, ngày đêm suy nghĩ đến cái lợi của bản thân, tính toán thiệt hơn, sống sẽ rất mệt mỏi. Tâm mệt mỏi, lo âu thì bệnh tật tự nhiên cũng xuất hiện. Khi ấy, cái được chẳng bù nổi cho cái mất. 4. Mặt đừng quá ấm. Danh y Các Hồng thời Đông Tấn từng nói, đông bất dục cực ôn, hạ bất dục cùng lương, bất lộ ngọa tinh hạ. Bất miên trung kiến kiên, tức là mùa đông chớ để quá ấm, mùa hè chớ để quá mát,
Đừng nằm ngoài lõa thể dưới trăng sao, nằm ngủ chớ để lộ vai. Mặc quá ấm dễ bị cảm mạo, mặc quá lạnh dễ bị cảm lạnh. 5. Ăn đừng quá no. Danh y Cát Hồng cũng nói, đừng để quá đói mới ăn, ăn đừng quá no, đừng để quá khát mới uống, uống đừng quá nhiều, không đói chớ ép ăn, không khát chớ ép uống. Lúc không đói mà cố ép ăn thì tỳ lao tổn, còn khi không khát mà cố ép uống thì bao tử trướng. Sáng mùa đông đừng để bụng rỗng, còn tối mùa hạ đừng ăn quá no. Khi ăn, ngủ gì chớ dùng thái quá, bởi vì chua quá hại tỳ, đắng quá hại phổi, cay quá hại gan, mặn quá hại tim, ngọt quá hại thận. Đó là cái lý tự nhiên của ngũ hành vậy. Những điều này có thể không nhìn thấy ngay cái hại, nhưng về lâu dài sẽ bị tổn thọ. 6. Ở đừng quá rộng. Nhà cửa nên phù hợp với lượng người ở, không nên quá rộng. Phòng ốc nên là sạch sẽ, gọn gàng, không cần quá tráng lệ, xa hoa. 7. Làm việc đừng quá sức. Trong Nam Hoa Kinh, Trang Tử giảng, hình lao nhi bất hưu tắc tệ, tinh dụng nhi bất dĩ tắc lao, lao tắc kiệt. Tức là lao nhọc thân xác miệt mài thì sinh ra điều tệ hại, tinh lực dùng liên tục thì lao tổn, thể lao tổn thì kiệt quệ. Sức người có hạn, cường độ làm việc cần có hạn độ, vượt quá hạn độ sẽ thương tổn thân thể. Khi thân thể mệt mỏi thì tinh thần cũng không thể thoải mái. Cho nên, cần kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, cho tâm linh một chút tĩnh tại. 8. Nhàn đừng quá mức. Một người quá an nhàn thì sẽ khó tránh khỏi ngồi không, không có việc gì làm. Như thế sẽ dễ sinh ra tâm lý chán nản, thân thể yếu nhược, tinh thần uể oải. Cho nên, dù là ở nhà nhàn rỗi cũng phải thường xuyên tham gia các hoạt động, tản bộ, giao tiếp với bạn bè hay đọc sách, vẽ tranh, để động não, bảo trì tâm tình khoan khoái, trường thọ. Trong cuộc sống hiện đại, rất nhiều người vì tham lam, ăn uống, chơi bời vô độ mà sinh ra bệnh tật, thậm chí mất mạng. Vậy nên, cần chú trọng dinh dưỡng cho cơ thể phải thích hợp, điều độ, đừng quá xa hoa, thừa thải. Đứng trước hỷ nộ ái ố cần phải dùng tâm thái phù hợp để xử lý. Có như vậy thì tâm mới khoái hoạt, trường thọ và cuộc đời mới bình an. Những bậc thánh hiền thời xưa mặc dù không phải là bác sĩ, nhưng lại có bí quyết phòng khi bệnh chưa tới, chữa khi bệnh chưa sinh. Trong Lễ Ký có một số nội dung viết về dưỡng sinh, vô cùng hữu dụng, không chỉ với thời xưa, mà thời nay cũng vậy. Lễ Ký cho rằng, mọi thứ mà con người đắc được trên thế gian đều được đổi bằng đức. Trong Lễ Ký Đại học nói, có đức thì có người, có đức thì có đất, có đức thì có tài vật. Trong Lễ Ký Trung Dung cũng nói, bậc đại đức ắt có vị thế của mình, ắt có phúc lộc của mình, ắt có danh phận của mình, ắt có dương thọ của mình. Vậy nên muốn đắc thì phải có đức. Dưỡng sinh đương nhiên cũng phải có đức, có đức thì thân thể khỏe mạnh. Trong Tứ Thư Đại học nói, phú nhuận ốc, đức nhuận thân, người giàu trang hoàng nhà cửa lộng lẫy, người có đức lại có thể điều tiết tốt thân tâm. Nhuận là chỉ sắc mặt hồng hào, huyết mạch khai thông, hệ cơ săn chắc, tựa như dạng vật sinh sôi nảy nở, tràn trề nhựa sống giữa tiết xuân. Trái ngược với nhuận là cương và cứng, biểu hiện của những sự vật đã chết hay thiếu sức sống, giống như lá rụng cành khô. Khi tâm trạng vui vẻ, cơ mặt cũng sẽ thư giãn, thân thể nhẹ nhàng. Những khi khó chịu trong người, cơ thể thường trở nên nặng nề, cương cứng.
Một cách dưỡng sinh khá độc đáo của người xưa là mang theo ngọc. Lễ ký ngọc tạo viết: quân tử vô cố, ngọc bất ly thân. Người quân tử quan ngọc tỷ đức, nhìn ngọc ôn nhuận, sáng bóng, cứng mà không nhăn, sắc mà không hại người, trong mà không dơ bẩn, uống mà không cong, từ đó củng cố chính khí của mình. Lễ ký lễ dận giảng: tứ thể ký chính, phu cách sung doanh, nghĩa là thân chính thi tâm chính, tâm chính thi thân thể cũng tráng kiện. Lễ ký còn cho rằng sự thay đổi của âm dương, khí hậu, thời tiết tự nhiên cũng khiến cơ thể người có sự thay đổi tương ứng, vậy nên phải thuận theo thiên thời. Lễ ký nguyệt lệnh nói: đông chí khí dương bắt đầu sinh, hạ chí khí âm bắt đầu sinh, lúc này con người nên thanh tĩnh, vô vi, diệt trừ dục vọng để đợi âm dương ổn định, hài hòa. Trong lễ ký tế nghĩa còn nói: sương lộ ký giáng, quân tử lý chi, tất hữu thê thương chi tâm, phi kỳ hằng chi dị giả. Ý nói rằng khi tiết trời thay đổi, người quân tử cảm nhận được sự vận hành lên xuống, sinh sát của thiên địa, tự nhiên sinh lòng kính sợ, nên phòng khi bệnh chưa xuất, trị khi bệnh chưa sinh. Việc dưỡng sinh cho người cao tuổi thời xưa cũng được coi trọng trong lễ ký. Lễ ký dương chế nói về những thay đổi sinh lý trong từng giai đoạn lão hóa như sau: 50 tuổi bắt đầu suy yếu, 60 tuổi không có thịt ăn không no, 70 tuổi không có bông không ấm, 80 tuổi không có người ủ không ấm, 90 tuổi dẫu có người ủ cũng không ấm. Thời xưa, những gia đình phú quý thường để trẻ em ngủ cùng người già để ủ ấm, cũng là phép dưỡng sinh của cổ nhân. Cổ nhân dệt áo bông quá là vì kính lão, chứ không phải vì tiền tài hay hưởng thụ. Trái lại, lễ ký ngọc tạo viết: đồng tử bất cừu, bất bạch, nghĩa là trẻ nhỏ không sắm áo lông, áo bông. Bởi lẽ áo lông, áo bông quá ấm sẽ khiến tráng khí của trẻ bị tổn thương. Trẻ nhỏ là thể thuần dương, không nên ủ quá ấm. Nhưng trẻ nhỏ thường thích đẹp, có thể thêu hoa trên áo, như vậy cũng hợp tình hợp lý. Về thức ăn của người già, trong lễ ký dương chế cũng nói: người 50 tuổi nên chia đồ ăn cho kẻ tráng niên, 60 tuổi cần luôn chuẩn bị thịt sẵn sàng, chớ thiếu, 70 tuổi cần chuẩn bị đồ ăn giặt, 80 tuổi nên thường xuyên ăn những món ngon, 90 tuổi thì đồ ăn nên để ngay bên cạnh người. Trong lễ ký nội quy còn kể rất rõ về 8 cách chuẩn bị đồ ăn cho người già. Đơn cử, thịt phải dùng thịt ngon, chế thành dạng cháo giúp người già dễ hấp thu, tiêu hóa. Từ ghi chép trong lễ ký có thể thấy người xưa khi dưỡng sinh thì bắt đầu từ cái toàn thể rồi mới đến cái chi tiết. Phép dưỡng sinh tốt nhất không phải là thần dược, tiên đơn mà là sống thuận theo quy luật tự nhiên của trời đất và tu tâm dưỡng tính, từ đó đạt được trạng thái điều tiết, bình hòa trong cơ thể. Thân phải cùng dưỡng, tâm phải phú dưỡng. Nhà phê bình nghệ thuật người Anh, Justin từng nói: ngoại trừ một tâm linh chân thành, không có vẻ ngoài nào cao quý cả. Hoa đẹp đến nhường nào mà không có rễ thì cũng khô héo. Dòng nước trong đến đâu mà không có mạch nguồn rồi cũng cạn kiệt. Cho nên, tu dưỡng bản thân để mình trở thành người đẹp cả thân lẫn tâm là điều vô cùng quan trọng. Một người muốn có cuộc đời tỏa hương thơm ngát thì thân tâm đều phải khỏe mạnh. Cổ nhân có câu: thân phải cùng dưỡng, tâm phải phú dưỡng, tức là thân thể phải trải qua sự rèn luyện nghiêm khắc, tâm linh phải được nuôi dưỡng đủ đầy. Thế nào là thân phải cùng dưỡng? Nuôi dưỡng thân thể trong sự nghèo khó, cùng dưỡng có nghĩa là thân thể con người phải trải qua sự rèn luyện nghiêm khắc.
Thân thể trải qua rèn luyện nghiêm khắc thì người ta có khả năng kiểm soát bản thân trước dục vọng. Có mục tiêu, có ý chí, có ước mơ, những điều này có thể khiến con người tiến bộ. Nhưng một khi dục vọng tăng lên, con người sẽ dễ bị mê hoặc, không còn nhìn rõ phương hướng mà đi vào con đường lầm lạc. Trẻ nhỏ ngày nay thường được cha mẹ cưng chiều, muốn gì được nấy, về mặt vật chất là không thiếu thứ gì. Điều này dẫn tới rất nhiều vấn đề về sức khỏe thân thể và sức khỏe tinh thần. Ngoài ra còn khiến cho dục vọng vật chất của con người trở nên mạnh mẽ. Dục vọng mạnh mẽ rồi thì sẽ đòi hỏi nhiều hơn, trong khi đó ý chí lại thui chột mất, lòng người không thỏa mãn, sẽ cảm thấy mệt mỏi. Các bậc cha mẹ cần dạy con biết dừng, biết đủ, biết nghiêm khắc, như vậy đường đời mới có được hạnh phúc dài lâu. Đây cũng là đạo tu dưỡng sẽ đi theo con suốt cả cuộc đời. Một người cần phải cố gắng, nhưng không cần lần nào cũng phải ép bản thân xếp hàng đầu. Một người có thể coi trọng tiền bạc, nhưng đừng để lúc nào trong mắt cũng chỉ có tiền. Một người có thể cố gắng để đạt được điều gì đó, nhưng đừng coi thứ đó là mục tiêu duy nhất của đời người. Bởi tiền tài danh vọng đều không thể bền lâu, khi sinh chẳng mang đến, khi chết chẳng mang đi. Cao ốc ngàn gian, đêm nằm ngủ cũng không quá 2 mét, ruộng tốt dạng khoảnh, ngày ăn cũng chẳng quá 3 bữa cơm. Tâm phải phú dưỡng là gì? Tâm là căn bản của con người, là suối nguồn của sinh mệnh và là gốc rễ của cuộc sống. Tâm phải nuôi dưỡng trong sự sung túc, phải nhân hậu, thiện lương. Lương thiện là bùa hộ thân tốt nhất của con người. Người mà tâm không thiện, nếu chịu sự kích động sẽ rất dễ đi sai đường. Nội tâm khoan dung lương thiện mới có thể khiến bản thân sống trong sự thoải mái vui vẻ. Bởi vậy, dưỡng tâm là vô cùng quan trọng. Đại văn hào người Anh Shakespeare từng nói, tâm địa thiện lương chính là vàng. Nhà văn Pháp Victor Hugo cũng từng nói, sự lương thiện là viên trân châu hiếm có trong lịch sử. Người lương thiện dường như ưu tú hơn cả người vĩ đại. Người lương thiện trong tư tưởng đều chứa đựng những điều tốt đẹp, không đầu cơ trục lợi, không giở trò bịp bợm, luôn khắc ghi sự chân thành. Vì thế cho dù ở hoàn cảnh nào, mọi người cũng đều vui vẻ giao thiệp và hợp tác với một người lương thiện phúc hậu. Vậy nên sự thiện lương sẽ mở rộng nhân duyên của con người, mang đến cho họ phúc báo. Muốn phú dưỡng nội tâm thì phải thường xuyên học tập đạo lý, dùng tri thức làm phong phú bản thân, đọc sách của các bậc hiền nhân. Từ đó tu dưỡng thành sự ung dung, bình thản mà đối mặt với mọi chuyện, không một chút hoang mang lo sợ. Thường xuyên thực hành, quan sát và suy ngẫm khiến cho người ta từng trải, hiểu biết sâu xa, suy nghĩ rộng mở, nội tâm cũng từ đó có được nhiều cảm ngộ và khai sáng. Từ xưa Đông y vẫn coi dưỡng sinh là bộ phận trọng yếu trong phòng chống bệnh tật, tăng cường sức khỏe, kiềm chế lão suy và kéo dài tuổi thọ. Nếu như cảnh giới cao nhất của Đông y là dưỡng sinh, thì cảnh giới cao nhất của dưỡng sinh chính là dưỡng tâm. Danh y Tôn Tư Mạc nhận định, dưỡng sinh là bồi dưỡng cho mình cái tính thiện. Bản tính đã thiện thì bệnh tật từ trong hay từ ngoài đều không sinh ra, biến loạn và tai họa cũng không có lý do phát sinh. Đó chính là đạo lớn của phép dưỡng sinh. Còn như đức hạnh chưa hoàn thiện thì có uống đủ kim đan diệu dược cũng không thể kéo dài tuổi thọ. Trọng đức còn hơn ăn tiên đan, cũng chính là ý nghĩa này. Bản thân Tôn Tư Mạc suốt cả cuộc đời đã kiên trì tu thân và dưỡng đức, nên ông thọ trên 100 tuổi, 100 tuổi vẫn khỏe mạnh sáng suốt, tiếp tục chữa bệnh cứu người, nghiên cứu y thuật và viết sách.
Ngày nay, cùng với sự phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội, yêu cầu của con người đối với sức khỏe càng cao, đồng thời quan niệm về sức khỏe cũng đã có rất nhiều biến đổi. Từ năm 1984, quan niệm về sức khỏe đã được mở rộng, y học bắt đầu chú ý hơn đối với các nhân tố tâm lý, xã hội và ảnh hưởng của chúng đối với sức khỏe và bệnh tật của con người. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra định nghĩa sức khỏe không chỉ là không có bệnh tật hay suy nhược, mà là một trạng thái hoàn hảo về thân thể, tinh thần và khả năng thích ứng xã hội. Tới năm 1990, trong định nghĩa về sức khỏe, WHO còn đề xuất thêm khái niệm sức khỏe đạo đức, chỉ khả năng phân biệt thực giả, thiện ác, dinh nhục, đúng sai, biết kiềm chế và chi phối hành vi và suy nghĩ của mình trong khuôn khổ các quy tắc đạo đức được xã hội chấp nhận, không gây tổn hại đối với người khác nhằm thỏa mãn nhu cầu của mình. Những năm gần đây, một vị bác sĩ đông y 112 cũng đã tổng kết kinh nghiệm của mình về vấn đề dưỡng sinh, trong đó đặc biệt chú trọng vào dưỡng tâm. Trong quyển sách 100 điều gửi tặng trước khi ra đi của lão thầy thuốc đông y, vị bác sĩ già này đã viết: đông y cho rằng ba thành phần quan trọng nhất trong sinh mệnh chính là tinh, khí và thần, hay còn gọi là sinh mệnh tam bảo. Khả năng bảo vệ của tinh tương đương với hệ thống miễn dịch theo Tây y trực tiếp tiêu diệt kẻ xâm nhập, và hệ thống thần kinh cũng như nội tiết điều tiết môi trường bên trong cơ thể. Khí không ngừng tuần hoàn trong cơ thể và hình thành tầng bảo vệ mạnh bên ngoài cơ thể, giảm sự xâm nhập của bên ngoài. Phần thần là tinh tế nhất, năng lượng mạnh nhất, khả năng bảo vệ cơ thể cũng mạnh mẽ nhất. Dưỡng thân tinh. Tinh là các chất tinh hoa nuôi dưỡng con người. Cơ thể là một bộ máy trao đổi chất với thiên nhiên bằng cách ăn uống, hít thở. Các chất ăn uống qua tiêu hóa thành cốc khí, không khí được hít thở, cung cấp tông khí qua bộ máy hô hấp, cốc khí và tông khí kết hợp, cùng trở thành tinh chất nuôi cơ thể. Chính vì vậy, trong dưỡng thân, có rất nhiều yếu tố cần chú ý như giấc ngủ, thói quen sinh hoạt, ăn uống hay vận động. Giấc ngủ là yếu tố đầu tiên trong dưỡng sinh. Trong khi ngủ, nếu có tư tưởng, tâm không thể an, không được vừa nằm vừa suy nghĩ trăn trở, rất dễ hao tổn tinh thần. Thời gian ngủ nên từ 9 giờ tối đến 3 giờ sáng. Giờ Tý từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng mất ngủ, thủy thận tất thiếu, tâm thận có liên hệ tương hỗ, thủy thiếu ắt quả dượng, rất dễ tổn hại tới tinh thần. Nên dậy sớm vào giờ Dần, 3 giờ đến 5 giờ sáng, lúc này tuyệt đối cấm tức giận, nếu không thì sẽ tổn thương phổi và gan, nhất định phải chú ý. Ngoài ra, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc về tâm, giờ này có thể tản bộ 15 phút, nhắm mắt dưỡng thần, tâm khí ác khỏe mạnh. Về ăn uống, việc ăn quá kiểm soát không chỉ không tăng khí huyết mà sẽ trở thành chất thừa ứ động trong cơ thể, đồng thời còn phải tiêu tốn khí huyết để làm sạch chúng. Lục phủ ngũ tạng là một công xưởng sản xuất khí huyết, thức ăn là nguyên liệu, năng lực sản xuất là có hạn, còn thức ăn là vô hạn. Vì thế nên phải kiểm soát lượng thức ăn. Tốt nhất, nên phải giữ mức độ đói và khát nhất định mới là có lợi cho dưỡng sinh. Về vận động, đi bộ là cách để tâm nghỉ ngơi. Tâm được nghỉ ngơi thì thần sẽ an. Thần an thì khí sẽ tự nhiên đủ, mà đủ khí thì máu huyết sẽ mạnh, khí huyết lưu thông, có bệnh tự nhiên sẽ khỏi, không đủ thì có thể bổ sung. Tâm tỉnh thì thần kinh sẽ tỉnh táo thì cơ thể linh hoạt,
người có thể tĩnh tâm sẽ có được rất nhiều lợi ích. Vào những giờ phù hợp, có thể đi bộ 15 phút để mắt nghỉ ngơi, dưỡng thần thì tâm khí sẽ mạnh. Chữa bệnh không thể vội vàng, gấp gáp sinh ra quả, quả dưỡng thì tổn hao khí, như thế càng không tốt cho cơ thể. Ngoài ra không được tham nhiều, tham thì không ổn định và gấp gáp, bệnh đều do tham mà ra, không được tham để rồi bệnh nặng hơn. Đôi khi bị tiêu chảy, hắt hơi, ho, sốt đều là việc của hệ thống phục hồi trong cơ thể. Đừng cứ hễ xuất hiện những triệu chứng này là dùng thuốc, nếu không những loại thuốc này sẽ phá hủy chức năng tự phục hồi của cơ thể. Một khi chức năng này suy yếu hoặc mất đi thì bạn sẽ phải phụ thuộc vào những loại thuốc này. Do đó, chỉ cần triệu chứng không nghiêm trọng, cách tốt nhất là tĩnh dưỡng, an tâm, tĩnh khí để hệ thống phục hồi của cơ thể hoàn thành công việc phục hồi, trị bệnh. Dưỡng khí khí. Khí là một dạng của năng lượng mà tồn tại cả bên trong và bên ngoài cơ thể người. Chất lượng của khí được phân loại thành hai nhóm chính, âm và dương. Âm và dương là những năng lượng đối lập nhưng tồn tại một cách độc lập. Khí dương cần sự nuôi dưỡng của khí âm để hoạt động, và khí âm cần chức năng của khí dương để được tạo ra và sử dụng. Khi khí âm bị suy, khí dương sẽ thịnh. Điều này có thể diễn hóa thành những triệu chứng giống như nóng nảy, đổ mồ hôi đêm, lo lắng, khó ngủ, cao huyết áp và táo bón. Khi khí dương bị suy, khí âm thịnh, có thể biểu hiện bằng sự tăng cảm giác lạnh lẽo, mệt mỏi, tiêu chảy, trao đổi chất bị chậm lại, ứ nước, tụt huyết áp và vận động thần kinh chậm chạp. Nhân sinh lấy khí huyết lưu thông làm chủ, khí ứ động có thể ngăn trở huyết. Máu huyết bị ngăn trở có thể tích độc thành nhọt thành bệnh, thành u thành ung thư. Tất cả đều là do huyết khí không thông tạo thành. Khí lấy thuận làm chủ, huyết lấy thông làm suôn sẻ. Căn nguyên bách bệnh đầu tiên đều do khí tắc. Do đó, để chữa những căn bệnh này, trước tiên phải chữa khí. Đa phần hiện tượng bệnh đều là biểu hiện của việc điều tiết, làm sạch chất thừa trong cơ thể. Đây là trạng thái tự điều tiết cân bằng của cơ thể. Vì vậy nên xem chúng là hiện tượng sinh lý bình thường chứ đừng xem chúng là nguyên nhân gây bệnh để rồi tiêu diệt. Vì thế khi bị bệnh, nhất định không được có tâm lý bực dọc, phải bình tĩnh. Tâm lý ổn định thì khí sẽ thuận, khí thuận thì máu huyết lưu thông, rồi mọi thứ bệnh sẽ tiêu biến. Một trong những điểm quan trọng trong điều tiết khí chính là giữ tâm lý ổn định. Con người có 7 loại tâm trạng: hạnh phúc, giận dữ, lo lắng, cô đơn, buồn bã, sợ hãi và hốt hoảng. Nếu không kiểm soát tốt cảm xúc có thể dẫn đến rối loạn khí. Chẳng hạn, khi người ta cực kỳ hạnh phúc, khí ở tim của họ bị đình trệ và tâm của họ trở nên rối loạn. Tim sẽ đập nhanh, xuất hiện chứng mất ngủ và mất cân bằng về tâm thần. Khi người ta hoảng hốt, khí ở tim trở nên rối loạn, gây ra hoang mang, hồi hộp, mất ngủ, lo lắng và thậm chí là rối loạn tâm thần. Khi người ta giận dữ, sẽ dẫn đến gia tăng khí, khiến họ trở nên mất kiên nhẫn, đau đầu, đỏ mặt hay thậm chí ngất xỉu. Điều này có thể tác động đến tỳ vị, làm gia tăng những triệu chứng như nôn mửa và mất ngon miệng. Khi quá buồn bã, người ta sẽ mất giọng và không thể nói với khí lực sung mãn, trở nên chán nản, tức ngực, khó thở. Đó gọi là buồn bã gây ra mất khí, lo lắng làm xấu khí. Khi quá sợ hãi, người ta sẽ trở nên xanh xao, hoa mắt chóng mặt hay thậm chí suy sụp. Tuy nhiên,
để có thể điều tiết được cảm xúc, một yếu tố quan trọng nhất cần làm được chính là dưỡng tâm dưỡng tính. Dưỡng tâm thần. Cổ nhân cho rằng điều quan trọng nhất của dưỡng sinh là dưỡng tâm. Dưỡng tâm là ngọn nguồn của dưỡng sinh. Nếu một người chỉ coi trọng dưỡng thân mà xem nhẹ việc dưỡng tâm thì thân thể sẽ khó đạt được như mong muốn. Đó là bởi vì sinh lý và tâm lý của con người là có liên quan mật thiết với nhau. Tâm lý cũng tức là tinh thần của con người. Mọi loại thuốc chữa bệnh đều là chữa bề nổi, không chữa được căn nguyên. Dù là đông y hay tây y, căn bản của sức khỏe là ở tâm. Mọi phương pháp đều sinh ra từ tâm. Tâm tịnh, cơ thể sẽ tịnh. Vì vậy nếu bị bệnh, đừng cứu chữa bên ngoài, hãy dựa vào hệ thống phục hồi của cơ thể để chữa bệnh. Trong phép dưỡng sinh của người xưa, vấn đề tu dưỡng đạo đức được đặt ở vị trí cao nhất. Người có nhân đức thì trong lòng bình yên, tâm lý cân bằng ổn định và ý chí không rối loạn. Nhờ đó âm dương luôn luôn cân bằng, khí huyết luôn điều hòa, nên chính khí đầy đủ và bệnh tật không thể phát sinh. Cơ thể bị bệnh là do tâm suy yếu, tà bên ngoài xâm nhập. Mà tâm suy yếu là do tâm hồn hỗn loạn, cơ thể không khỏe, có nhiều điều bất an. Ham ăn, ham thắng, ham được, ham vui là đủ để gây bệnh. Không có được những điều ham muốn, đây gọi là sân. Tham và sân sẽ khiến lòng không yên, khí không ổn định, ảnh hưởng đến gan mật, chấn động kinh mạch, rối loạn ngũ tạng. Lúc này những cái không tốt bên ngoài sẽ xâm nhập vào. Đây chính là nguyên nhân gây bệnh. Tâm và thần bất an, tính tình bồn chồn là nguyên nhân chính gây bệnh. Tâm ổn định thì khí hòa thì máu lưu thông, tuần hoàn máu tốt thì tinh túc và thần dưỡng. Những ai có tinh thần khỏe mạnh, sức đề kháng trong cơ thể mạnh mẽ, bệnh sẽ tự nhiên mất đi. Có thể nói rằng, để chữa bệnh thì chủ yếu là ở dưỡng tâm. Vị bác sĩ đông y già đã viết, có rất nhiều căn bệnh nặng hoặc nan y đều chỉ có một lý do, hận. Nếu không còn hận nữa, bệnh cũng sẽ mất đi. Trên thế gian này thứ khó giải nhất là nỗi hận kéo dài không có điểm dừng. Vì có những nỗi hận không giải được nên mới có những căn bệnh nan y. Khi bị bệnh thì tối kỵ nảy sinh lòng oán giận. Lúc này nhất định phải nhẹ nhàng chấp nhận để lòng được ổn định. Tâm an thì mới có thể thuận khí, khí thuận mới có thể chữa được bệnh. Nếu không khi nóng lòng, gan khí sẽ bị hao tổn khiến bệnh tình nặng hơn. Tâm và thần yên tĩnh thì khí huyết trên cơ thể sẽ có thể phát huy hoàn toàn. Trên thực tế, dưỡng thân, dưỡng khí và dưỡng tâm không hề tách rời mà gắn liền với nhau. Con người cầu trường thọ, trước tiên phải xua đuổi bệnh tật. Muốn chữa bệnh thì phải dùng khí. Muốn dùng khí một cách đúng đắn thì phải dưỡng tâm dưỡng tính trước. Đó cũng là lý do tại sao trong đông y coi cảnh giới cao nhất của dưỡng sinh chính là dưỡng tâm. Dù thế nào chúng ta cũng vui vẻ để sống mỗi ngày. Có câu nói rằng, cuộc sống không đo lường bằng số năm bạn sống, mà là bằng số lần bạn cười và yêu thương. 1. Dám đối mặt với vấn đề sinh tử. Người xưa có câu, nhân sinh thất thập cổ lai hy, nghĩa là, người thọ 70 xưa nay hiếm. 70 tuổi là một trở ngại đối với người già. Nếu bạn đã gần 70 tuổi, bạn có thể sẽ không còn nhiều ngày nữa. Vì vậy, bạn phải điều chỉnh tâm lý và đối mặt với vấn đề sinh tử. Đặc biệt ở độ tuổi này rất dễ mắc các bệnh tuổi già. Nếu là bệnh nhẹ có thể chữa khỏi thì đi khám bác sĩ bình thường.
Nếu bệnh nặng hãy chọn cách từ bỏ việc điều trị để không tạo gánh nặng cho con cái. Sinh mạng con người là có hạn. Vì bạn mắc bệnh hiểm nghèo, nghĩa là sự kết thúc của bạn đã đến. Vậy tại sao phải vay tiền khắp nơi để chữa bệnh, khiến cho gia đình nợ nần? Điều đó không tốt cho con cái. 2. Không cần phải vội vàng chuyển nhượng tài sản sang tên con cái. Xung quanh chúng ta có rất nhiều bậc cha mẹ có nhiều con, và nhiều bậc cha mẹ không thể đối xử bình đẳng với con mình. Một số bậc cha mẹ thích những đứa con ngoan nhất, hoặc cưng chiều đứa con trai út của họ. Là cha mẹ, nếu chúng ta không thể đối xử bình đẳng với con cái thì đương nhiên, con cái sẽ không hiếu thảo với chúng ta như bạn tưởng tượng. Cho dù con trai tương đối hiếu thảo, nhưng con dâu lại không đồng tình với bạn thì điều đó cũng không hiệu quả. Sau khi nhiều người con lấy vợ và khởi nghiệp, con trai sẽ nghe lời con dâu. Nếu bạn chuyển nhà cho con sớm mà gặp phải những đứa con không hiếu thảo, con bạn sẽ tìm mọi cách đuổi bạn ra ngoài, từ đó sẽ rất phiền phức. Dù sao thì nhà cũng đã được cho đi, bạn không còn nơi nào để ở nên những năm cuối đời cuộc sống của bạn sẽ rất đau khổ. 3. Đừng căng thẳng quá mức. Nếu không cẩn thận, bạn có thể hủy hoại cơ thể mình. Khi một người đến một độ tuổi nhất định, cho dù bạn tập thể dục bao nhiêu hay uống bao nhiêu chất bổ sung thì đó cũng chỉ là lớp kem phủ tốt nhất cho sức khỏe của bạn. Đơn giản là không thể thay đổi vận mệnh chống lại tự nhiên. Khi đến 70 tuổi, bạn hãy chấp nhận tuổi già. Suy cho cùng, tuổi thọ trung bình của con người chỉ hơn 70 năm. Nhưng một số người không nghĩ như vậy. Họ cảm thấy rằng họ vẫn còn trẻ và có sức khỏe tốt, còn nhiều việc phải làm. Nếu không quan tâm đến cơ thể, một khi cơ thể bạn suy sụp, sẽ quá muộn để hối hận. Vì vậy, khi bước sang tuổi 70, bạn nên chú ý giữ gìn sức khỏe hơn là hành hạ cơ thể quá nhiều. Mặc dù tôi cũng hy vọng có thể sống lâu, nhưng nếu được khỏe mạnh và có thể đi lại được thì thật tốt. Bằng cách này, bạn sẽ bớt đau khổ hơn, bệnh tật sẽ không làm ảnh hưởng đến con cái và gia đình bạn. 4. Đừng quá nuông chiều con cái, kẻo phải nuôi chúng ở nhà mà già đi. Sau khi người già về hưu, họ có nhiều thời gian hơn, trong khi con cái lại đi làm xa do áp lực cuộc sống. Người già giúp chăm sóc cháu ở nhà, đưa đón đi học, mua đồ tạp hóa, nấu nướng, dọn dẹp, giữ nhà cửa ngăn nắp. Dù lương của các con không cao, nhưng ông lão vẫn dùng lương hưu của chính mình để phụ giúp gia đình. Nhưng là cha mẹ, chúng ta không thể lo lắng mọi việc cho con cái. Chúng đã lập gia đình và có gia đình nhỏ của riêng mình, nên chúng phải lớn lên một cách tự lập và không thể lúc nào cũng phụ thuộc vào người khác. Một số áp lực ban đầu là do trẻ em gánh chịu. Là một người lớn tuổi, bạn không cần phải lo lắng về mọi thứ. Dù bạn có dư một ít tiền để nuôi gia đình, con cái cũng đừng giúp đỡ quá nhiều. Những đứa trẻ đã lập gia đình, có con sẽ tìm đến cha mẹ để nhờ giúp đỡ khi gặp khó khăn. Nếu không thể gánh vác trách nhiệm làm chủ gia đình, rất dễ hình thành những đứa con khổng lồ tiếp tục bám lấy cha mẹ họ cho đến khi cạn hết tiền hưu trí. 5. Lên kế hoạch trước cho vấn đề thừa kế. Nếu một người không có những lo lắng lâu dài thì người đó phải có những lo lắng trước mắt. Khi tôi gần 70 tuổi, tôi không biết điều gì sẽ đến trước. Về vấn đề thừa kế, tốt hơn hết bạn nên lên kế hoạch trước khi còn tỉnh táo. Một số người già có nhiều con cái, nhiều tài sản đứng tên và có số tiền tiết kiệm lớn.
Đối với những người cao tuổi như vậy, việc lập di chúc trước lại càng quan trọng hơn. Sau khi lập di chúc, tôi tạm thời không công khai, chỉ nói với các con về di chúc khi một ngày nào đó tôi không thể đi lại được nữa và sức khỏe rất kém. Nếu bạn có tài sản dồi dào mà không lập di chúc trước, nếu có xảy ra chuyện bất ngờ, con cái tranh giành nhau đến chết vì vấn đề thừa kế, khiến gia đình tan nát và anh chị em quay lưng lại với nhau, điều đó sẽ rất mệt mỏi. Con người sống trên đời vốn đã là một quá trình không ngừng đắc được và từ bỏ. Điều ta có được hôm nay đến ngày mai biết đâu không thể bền vững. Nhưng rất nhiều người hoàn toàn không hiểu đạo lý này, thường muốn kiếm được nhiều tiền nhất, trục được nhiều lợi nhất trong những năm còn sống. Họ không dám, cũng không thích buông bỏ. Danh lợi, địa vị, quyền lực, nữ sắc, thứ nào cũng không thể buông ra thì mãi chỉ như con trâu kéo cày, sống quá ư mệt mỏi. Ngược lại, đối với tiền tài, danh lợi, thứ gì cũng không kỳ kèo, qua loa đại khái thì cũng khó tránh khỏi có lỗi với bản thân, sống một đời không mấy ý nghĩa, thả mặc theo dòng đời. Người thông minh, am hiểu lẽ đời có việc phải làm, có việc không làm, chỉ so bì, theo đuổi những thứ quan trọng nhất đối với mình và biết được vào độ tuổi nào nên so đo thứ gì, không nên so đo thứ gì, có được có mất, có nhận có bỏ một cách thản nhiên. Người như vậy mới là người có trí huệ, cuộc sống như vậy mới tràn đầy màu sắc.